Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 19, câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Tìm và cứu những gì đã mất có nghĩa trước đây cái đó đã có mà bây giờ bị mất và ta phải đi tìm. Đã mất không có nghĩa nó không còn nữa. Nó vẫn có đó, nhưng vì lớp bụi thời gian phủ lên làm cho không còn thấy chúng. Ông Gia-kêu và mỗi người chúng ta cũng vậy. Khi liệu mình trong tội, ta coi như đã đánh mất chính mình. Ta không còn là ta nữa. Ta đã chết một cách thiêng liêng, không còn sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng Ngài không bỏ mặc chúng ta, Ngài luôn đi tìm chúng ta. Vậy ta hãy bắt chước ông Gia-kêu, hãy trở về với Ngài. Vì thế, khi Đức Giêsu vào nhà ông Gia-kêu, người chưa nói một lời nào, chỉ nguyên sự hiện diện của người đã đủ sức hoán cải Gia-kêu. Sự hiện diện của Chúa trong con người của ta, một kẻ tội lỗi, cũng thế. Nhưng vấn đề đặt ra là ta có mời người vào nhà linh hồn ta không? Ta hãy học bài học của Gia-kêu là mời Chúa vào ngự trong nhà linh hồn mình, để chỉ nguyên sự hiện diện của Chúa cũng đủ sức biến đổi ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào Thiên Chúa trong suốt cuộc đời này, vì niềm tin đó có sức mạnh biến đổi chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ ngã lòng, và cũng đừng bao giờ mang mặc cảm mình là con người tội lỗi, nhưng hãy cương quyết đứng dậy để trở về với Thiên Chúa.